Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày diễn ra trong bối cảnh cả nước vẫn đang tập trung phòng chống dịch COVID-19. Với những kết quả tích cực của công tác phòng chống dịch bệnh, các biện pháp cách ly từng bước được điều chỉnh phù hợp để dần đưa các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội trở lại trạng thái bình thường. Tâm lý người dân ngày càng vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên, không vì thế mà mọi người lơ là, mất cảnh giác với công tác phòng chống dịch bệnh. Hàng năm cứ vào dịp nghỉ lễ, anh Thế và các bạn học cũ lại hẹn nhau để tổ chức giao lưu gặp mặt sau những ngày làm việc bận rộn vất vả. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, anh và các bạn trong lớp thống nhất sẽ không tập trung đông người và hoãn cuộc giao lưu gặp mặt. Thực ra thì thông thường thì từ sau ngày học sau thì hầu như là năm nào cũng ấn định vào ngày nghỉ lễ 30 tháng 4. Các bạn dù ở gần hay ở xa thì cũng tập trung mà về họp lớp, tổ chức gặp mặt. Nhưng mà năm nay vì ảnh hưởng của cái dịch này thì cho nên trong lớp tôi chắc cũng hoãn lại một thời gian. Và nếu như tình hình mà nó không cải thiện thì có thể năm nay có thể giãn cách, không tổ chức. Mặc dù đã được hoạt động trở lại gần một tuần nay, nhưng nhà hàng Sen Đồng ở thành phố Hưng Yên vẫn luôn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc. Nếu như những năm trước, vào dịp nghỉ lễ, nhà hàng gần như đã nhận kín đơn và số phòng do lượng khách nhiều. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến hôm nay số lượng khách đặt tại nhà hàng rất ít. Trong thời điểm gần đây thì cũng đã hoạt động lại mở cửa nhà hàng. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì về vấn đề quân số thì chỉ hoạt động 50%. Và số lượng khách thì đến thời điểm bây giờ thì cái lượng khách cũng rất là hạn chế. Ví dụ như là trong cái thời điểm 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, và những cái năm trước ấy, thì đến thời điểm bây giờ thì cái lịch khách đặt thì cũng đã gần như là kín. Nhưng ngược lại thì như năm nay thì đến thời điểm hiện tại thì cũng chỉ có 1-2 đoàn. Một đoàn chỉ có 10-15 người, chứ không có số lượng nhiều. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ngày 25 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 12 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Mục tiêu nhiệm vụ hiện nay là ngăn chặn quyết liệt, không để dịch xâm nhập trở lại, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, các sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, tiếp tục tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, karaoke, quán bar, vũ trường.